bà Phương Hằng tuyên bố sẽ đưa 41% cổ phần Đại Nam cho ông Lê Tùng Vân nếu làm được một điều. Mới đây, bà Phương Hằng tuyên bố sắc nịch khiến nhiều người phải kinh ngạc. Theo đó, bà nữ CEO Đại Nam nhắc đến vụ việc này chính là ông Lê Tùng Vân, liên quan đến những thông tin tỉnh thất bồng lai gây xôn xao mạng xã hội thời gian gần đây. Nơi đây là cơ sở giả tu lừa đảo, những người ở trong đây không mồ côi, con không mồ côi, có mẹ và có cha nữa, nơi đây không có ai tu cả, tôi sẽ theo tới bờ tới bến. Nếu như nơi đây đúng sự thật thì tôi nói thật với ông Lê Tùng Vân, tôi cho ông 41% cổ đông cổ phần công ty Đại Nam. Tất cả chúng ta cần lật mặt nơi đây, nơi giả tu lừa đảo. Được biết, bà Phương Hằng đã thông báo rằng thứ năm sẽ thông báo với chính quyền và thăm cơ sở thiền am vào khoảng 14 giờ. Trước đó, bà Phương Hằng khẳng định sẽ cho ông Lê Tùng Vân 20 tỷ nếu một số người ở tỉnh thất Bồng Lai đi xét nghiệm ADN. Thời gian gần đây, vụ việc Diễm My, cô gái từng khiến tỉnh thất Bồng Lai đại náo, lại một lần nữa thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngày 24 tháng 10, bố mẹ cô gái đã có mặt trong buổi livestream của nữ YouTuber nổi tiếng Bình Dương và tường thuật lại vụ việc dưới góc độ cá nhân. Trong đó, những thông tin liên quan đến Diễm My càng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, đặc biệt là trong suốt thời gian rời khỏi nhà và quyết định xuống tóc đi tu, dù bố mẹ vẫn tha thiết đi tìm con gái, thậm chí treo thưởng tiền tỷ với mong muốn đưa con gái về đoàn tụ với gia đình. Thái độ gay gắt, thậm chí có phần vô lễ sổ sàng của Diễm My đối với cha mẹ trong lúc bỏ nhà đi đã khiến nhiều người bất ngờ và khó hiểu. Trong những đoạn video tố ba mẹ của Diễm My được đăng tải vài tháng trước, Diễm My liên tục dùng những lời lẽ gay gắt để tố cha mẹ mình. Diễm My cho biết, trong suốt thời gian 8 tháng ở nhà, cô đã bị giam cầm trong 4 bức tường và không hề hạnh phúc. Tôi bị giam cầm như thú, không có điện thoại, giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, họ canh chừng 24/24. Tôi đang sống như thành phố Hồ Chí Minh mà như trong tù vậy. Không chỉ vậy, trong đoạn video được đăng tải trên YouTube đó, Diễm My còn nhắc đến việc ba của mình liên tục có những hành vi xâm hại đối với cô và lên kế hoạch tiêu diệt thiền am bên bờ vũ trụ. Cô cho rằng ba mình là một người tàn độc, làm những việc hại người và mẹ cô biết nhưng không dám lên tiếng vì lo sợ. Ba chỉ đồng ý tha cho tôi nếu tôi nói trước báo đài rằng mình bị thiền am bắt cóc, giam giữ lúc mọi người vào tìm. Nhưng những thầy trong thiền am chỉ là đang giấu tôi. Mẹ của tôi cũng chấp nhận hùa theo ba, bởi người mẹ bình thường cũng phải chịu sự hành hạ của ba nên rất lo sợ, không dám cãi lời. Đồng thời, cô cũng cho rằng bản thân đã đủ tuổi để được tự do và sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho mình. Nghe những lời nói của cô con gái nhỏ, bà DTTM và ông VVT đã không giấu nổi sự đau lòng về những việc làm của con gái. Thế nhưng, dù có thế nào thì cha mẹ cũng chẳng thể bỏ con cái, nên dẫu con gái có ra sao, thì cha mẹ Diễm My vẫn mong mỏi được gặp gỡ và đưa con trở về. Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với sự gay gắt đối với cha mẹ, Diễm My lại tỏ ra lễ phép nhẹ nhàng khi đối đáp với ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai. Trong clip Diễm My muốn rời khỏi tỉnh thất Bồng Lai, suốt quá trình nói chuyện với ông Lê Tùng Vân và các tu sĩ ở tỉnh thất này, Diễm My dù khóc lóc nhưng bất kỳ câu trả lời nào cũng đều rất lễ phép, dạ vâng đầy đủ. Hay trong đoạn clip xuống tóc quy y của Diễm My khi được ông Lê Tùng Vân đổi tên cho là Tiên, cô gái này cũng lễ phép đồng ý. Ông Lê Tùng Vân nói, giờ thầy lựa cho con một cái pháp danh ngang bởi vì nó đáng, xứng đáng là tiên nữ, vậy thì hai thầy đồng ý cho con chữ Tiên nha. Bởi tiên là có đức hạnh, bây giờ thầy cho con là tiên ngang, bây giờ con chấp nhận là tiên ngang. Cô gái được cho lại Diễm My quỳ gối phía dưới liên tục chắp tay nói dạ. Có thể thấy sau khi rời bỏ gia đình, dường như Diễm My đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cha mẹ khi liên tục có những lời lẽ gay gắt, thậm chí là tố cáo cha mẹ. Thái độ quay ngoắt 180 độ của Diễm My khiến nhiều người khó hiểu, không rõ nguyên do gì lại khiến một cô gái chối bỏ gia đình và một mực muốn đi tu. Đến thời điểm hiện tại, cha mẹ và những người thân trong gia đình đều không biết thêm thông tin gì về cuộc sống và nơi ở của Diễm My. Không ít người đều mong mỏi cô gái trẻ một lần ra mặt để nói rõ mọi chuyện và gặp mặt trực tiếp với cha mẹ để gia đình yên tâm.